mới bắt đầu thành lập chapter, tôi cùng với giám đốc Huệ và giám đốc mở Linh Nguyễn ạ, cùng giám đốc khu vực là chị Ánh Hằng ạ, và đại thứ Thi Trần cũng đã có những cái ngày làm việc hết sức là bận rộn để chúng ta làm sao có đủ được cái số lượng thành viên để chúng ta có thể chính thức góp mặt và ghi tên được cái chapter của chúng ta trên cái bản đồ VNI toàn cầu ạ.